thưa quý vị và các bạn mở đầu chương trình thời sự đặc biệt chào xuân mậu tuất 2018 hôm nay của đài phát thanh truyền hình hương yên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lời chúc tết của đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong không khí phấn khởi mừng đảng mừng xuân và đón tết mậu tuất 2018 thay mặt lãnh đạo tỉnh hương yên tôi thân ái gửi lời chào trân trọng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đồng chí não thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, các doanh nhân, người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Hương Yên chúng ta vui mừng và trân trọng những thành tựu to lớn toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp đã phấn đấu đạt được trong năm 2017. Tổng sản phẩm tăng trưởng 8,45%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Năm đầu tiên công nghiệp xây dựng đạt tỷ trọng trên 51% là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên cùng với 15 tỉnh, thành phố trong cả nước tự chủ về tài chính, thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2016. Là năm khởi nghiệp sôi động, đã thành lập mới trên 1.300 doanh nghiệp, vốn đầu tư vào tỉnh đạt trên 15.000 tỷ đồng và trên 500 triệu đô la Mỹ. Sản xuất nông nghiệp được mùa Giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt gần 180 triệu đồng, đã huy động trên 2.300 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đã công nhận 27 xã và huyện Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn tỉnh đã có trên 60% xã đạt nông thôn mới, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính được chuyển biến rõ rệt. Mừng năm mới Mậu Tuất 2018, Đảng Bộ và Nhân dân tỉnh ta tiếp tục phát huy cao độ truyền thống quê hương văn hiến và cách mạng, chung sức đồng lòng, hành động sáng tạo, tích cực, có trách nhiệm với các giải pháp đồng bộ để hưng yên phát triển nhanh bền vững hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra có thật nhiều điều tốt lành sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái ở trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh xây dựng hưng yên ngày càng giàu đẹp văn minh xin kính chúc mọi người mọi nhà vui tết đón xuân mạnh khỏe hạnh phúc và thành công năm mới thắng lợi mới